đó mọi người, mình đang ở đâu? Đất đen các bạn ạ. Và xin được cho mọi người, mình đang ở sinh nghiệp sản xuất cao su Việt Nam ở Hồ. Đây là cơ sở sản xuất nhiều đất xe máy, đất xét, Eurovina cao cấp ở Việt Nam. Dạ, em chào anh Vinh. Thì hôm nay em với lại Phương Anh sẽ tới đây để tham quan một vòng cao su Mina của Hóc Môn. Em phiền anh Vinh hôm nay sẽ dành thời gian cho tụi em để có thể dẫn tụi em đi tham quan một vòng nhà máy nha. Ok. Rồi, chào Phương Anh, chào Thông. Rồi. Thì anh là Vinh, hôm nay anh sẽ dẫn hai anh đi tham quan cái dây chuyền mà sản xuất lốp xe máy Tuplet Romina của bên chỗ nhà máy anh. Thì cái dòng này là cái dòng lốp cao cấp của bên chỗ nhà máy anh, là duyên là dòng lốp xe tay ga. Đấy. Thì hôm nay anh sẽ dẫn hai em đi tham quan cái các công đoạn chính trong cái dây chuyền sản xuất. Rồi sau anh sẽ đi từng công đoạn để hướng dẫn em hiểu biết thêm về phần công đoạn đó. Cái trước mặt của mình là xưởng gì vậy anh? À, phía trước mặt của hai em đây là xưởng sản xuất lốp xe máy. Đấy. Chủ yếu là sản xuất lốp xe máy Tuplet. Còn phía đó là xưởng sản xuất lốp xe đạp công nghiệp. Kế bên là xưởng cơ năng. Đó. Phía dưới đó là có xưởng xăm xe máy, xăm xe đạp, xưởng xăm ô tô. Nhà máy anh thì có 4 xưởng chính ha. Rồi. Hôm nay anh sẽ giới thiệu cho hai em về cái dây chuyền mà sản xuất lốp xe máy Tuplet Romina ha. Thì đây là cái khu vực ép xúc mặt lốp hai thành phần. Thì ở trong cái xưởng này thì khu vực mà ép xúc mặt lốp này là phải nói là cái khu vực này là một trong những cái công đoạn quan trọng nhất của cái quyết định cái tính năng của cái lốp, là để tạo ra cái mặt lốp hai thành phần. Tại vì cách đây 5 năm á, thì bên chỗ nhà máy anh chỉ làm được là cái mặt lốp là một thành phần thôi. Có nghĩa là cao su đỉnh lốp và cao su hông lốp là một loại cao su. Thì bây giờ từ khi năm 2007 áp dụng cái công nghệ ép xúc mặt lốp hai thành phần này ra, thì cái lốp Romina của mình của anh á, là nó sẽ có nhiều những tính năng ưu việt hơn. Như là cái lốp mình chạy ra thì nó bám đường tốt hơn. Đấy. Cái hông lốp thì nó đàn hồi hơn, nó chịu ôm cấp tốt hơn. Đấy. Thì cái lốp mình đi trong cái đường mà trơn trượt á, thì nó khả năng bám đường ôm cua rất là tốt. Đấy. Đấy, thì đây là anh giới thiệu. Thì đây là cái máy ép xúc chính của bên anh ha. Đấy. Anh sẽ dẫn tụi em đi tham quan. Ok, anh sẽ dẫn em tham quan từ đầu dây chuyền áp suất tới cuối dây chuyền áp suất. Được rồi. Tham quan một cái nhà máy để biết được rằng ok, một cái lớp sẽ được làm ra như thế nào, để thiết kế nào hả? Rất là hay anh Kim. Đây là cái mặt lốp xe máy Tuplet Romina hai thành phần để ép xúc ra. Cái này xong rồi trước hồi mình mới bỏ vào cái máy thổi để mình định hình ra cái tức là sau khi mình ép xúc mặt lốp xong, bỏ lên xe lưu trữ trong một thời gian quy định, thì sau đó mình chuyển qua khu vực thành hình lốp. Thì lát nữa mình sẽ giới thiệu bên chỗ khu vực thành hình. Dạ rồi. Để thành hình để mình dán những cái mặt lốp này lên vào thân lốp thì mình sẽ giới thiệu thêm. Tiếp theo mình dẫn hai bạn đi qua bên tham quan dây chuyền cán lên. Dạ rồi. Lên là cái lớp cao su kín khí á. Sau đó dẫn qua dây chuyền cán tán. Giới thiệu cho hai bạn là đây là cái dây chuyền mà cán inner liner ha. Là inner liner là một lớp cao su kín khí của cái lớp xe máy Romina. Cái lớp này là đặc biệt là một cái công thức là cái độ thấm khí nó rất là tối ưu. Có nghĩa thay thế cái lớp sâm của mình. Đấy. Cái tưởng tượng là cái lớp xe số của mình là có cái sâm. Thì khi mà cán một cái lớp inner liner vào cái lớp đó thì cái lốp mình là lốp led, lốp không ruột. Ok, thì tiếp theo mình dẫn hai bạn qua cái vụ dây chuyền mà cán tráng vải mảnh. Rồi tiếp theo đây là cái dây chuyền cán tráng vải mảnh thân lốp. Thì đây là cái hệ thống máy cán tráng vải mảnh. Thì đây là cái sợi chỉ mảnh ni lông 6. Cái sợi chỉ mảnh này sẽ đưa vào cái chỗ mà qua cái chỗ cái dàn trữ xong qua cái hệ thống thống sấy. Đi, mình dẫn hai bạn tham quan cái chỗ này. Nguyên cái dây chuyền này là dây chuyền cán tán. Thì đây là cái máy cán tán chính. Máy cán tán chính của cái dây chuyền này. Đấy. Hệ thống cán tán gồm có 4 trục. Trục 1, trục 2, trục 3, trục 4. Đấy. Đây là cái vải mảnh cán tán sau khi cán xong. Thấy các bạn thấy không? Cái chỉ mảnh mình cán lớp cao su lên nó giờ có màu đen luôn rồi đó. Cao su cái này là cao su... Cao su đúng rồi, cao su. Cao su nguyên để dùng để cán cái lớp chỉ mảnh đó. Dạ rồi. Ở công nghệ bên đây là sử dụng công nghệ cán hai mặt, mặt trên và mặt dưới. Ở đây là hệ thống dạ nhiệt này.
làm nguội á. Sau khi căng tán xong á thì vải mành sẽ vào những cái cuộn vải. Mình dẫn các bạn tới đây cho các bạn rõ hơn. Ở đây vải mành mà sau khi mà qua hệ thống làm nguội á đó, thì sẽ vào những cái cuộn vải thế này, cuộn lại. À, cái độ dày á, cái độ dày nó tùy theo là cái thiết kế của cái lốp á. Anh ví dụ là cái sợi chì mành mình á là 1260 á thì tôi ứng bị dày là nó khác. Còn cái sợi chì mành mình mà 80D2 thì bị dày mình sẽ khác. Tức là tùy theo cái tải trọng của cái lốp á, người ta sẽ quyết định là dùng cái vải mành gì. Thì tương ứng vải mành đó thì người ta sẽ cán một bề dày nó tương ứng. Ở phía trên đó là cái máy cắt vải. Rồi tiếp theo mình giới thiệu hai bạn là đây là cái dây chuyền cắt vải. Tức là cái vải mành mà sau khi cắn tán xong á, nó sẽ vào từng cái cuộn vải lớn. Nó sẽ được đưa lên cái máy cắt vải này để cắt ra từng khổ vải nhỏ nhỏ thế này. Đúng rồi, khổ theo hồ của cái lốp. Một cách lốp là có một cái bề ngang hồ vải khác nhau. Thì đây là cái phần mà tính đặc trưng của cái phần mà thiết cái lốp. Tại vì cái lốp mình là cái lốp mà sử dụng cái sợi chì mành chéo á, thì về nguyên tắc thiết cái lốp mà lốp xe máy á, là người ta làm cái góc mà từ 48 tới 52 là góc đó là góc ưu việt nhất, để khi mình chạy ra đường thì những cái thành phần giữa thân lốp và mặt lốp nó không tách lốp, thì người ta chọn đó là giống như là công sách người ta ghi vậy rồi đó, là góc ưu là góc từ 48 đến góc 52 lốp. Tiếp theo mình giới thiệu hai bạn, đây là cái khu vực thành hình lốp xe máy tubeless. Thì này giờ mình dẫn các bạn đi là khu vực ép suất này ra mặt lốp này, khu vực cán tán vải mành này, sau đó là qua các vải để cắt từng khổ vải nhỏ ở khu vực cán lên đấy. Thì toàn bộ những cái bán thành phẩm ở khu vực đó sẽ được đem qua khu vực thành hình để làm ra được những cái phôi lốp. Đây là những cái phôi lốp này đấy. Cái này là mặt lốp, thấy không? Cái này là lớp cao su inliner, lớp cao su kín khí. Còn hai bên này là hai vòng banh. Đấy. Cái này gọi là phôi lốp. Thấy mình có một cái thông số gì ở trên đây là sao? Ở đây là trên cái mặt lốp này người ta sẽ in cái ngày tháng năm của cái mặt lốp này. Rồi ngoài ngày tháng năm ra người ta in ký hiệu của cái mặt lốp nữa. Anh ví dụ quy cách này, quy cách 80-90-14 thì người ta ký hiệu là E10. E có nghĩa là Euromina. Yeah. Còn 10 là cái mã số định danh của nó, để khi mà giao tiếp công nhân về làm việc hơn. Đấy. Nhưng mà khi mà ra một cái thành phẩm hoàn chỉnh thì cái dòng này nó còn không anh? Ok, còn. Tức là khi em ra cái chỗ lưu hóa lốp xong, kiểm tra xong lại khi em ra cái lốp là vẫn còn y vậy luôn. Thậm chí em đọc bao bì ra là vẫn còn ký hiệu vậy. Là nhìn vô là E10. Ngày tháng năm sản xuất có hết. Đây, ví dụ đây là ngày 30/11/2022. Chữ E là Euromina. Đúng rồi. Và số 10 này là định danh của cái lớp này. Đúng rồi. Đây, một cái cách để các bạn xác định được khi mà sử dụng cái lớp Euromina cho các bạn. Cái thời hạn đó là khoảng bao lâu anh? 3 năm đi. Nếu mà từ lúc mà em gắn xe em chạy thì cái lốp mình mà chạy mà để độ bền đó, thì anh nghĩ khoảng tầm 2-3 năm thì ok. Còn cái thời gian lưu kho thì có thể là 1 năm. Đấy, được là 1 năm lưu kho. Ok, anh sẽ dẫn em đi tham quan khu vực thành hình xíu rồi qua khu vực lưu hóa. Rồi sau khi những cái lốp thành hình ra thì sẽ chuyển qua bên khu vực là lưu hóa lốp. Tại thành hình là cái khâu mà gần như là tập hợp tất cả những cái nguyên vật liệu để cấu tạo nên những cái lốp. Thì sau đó sẽ chuyển qua khu vực lưu hóa để lưu hóa cái lốp. Anh ơi, chắc là em phiền anh Vinh á, mình giải thích chút về cái từ lưu hóa cho mọi người nha. Thì lưu hóa có... chẳng qua là người ta dùng cái lưu có nghĩa là gì? Là người ta dùng thời gian. Lưu có nghĩa là lưu là dài á, lưu dần thời gian. Hóa có nghĩa là người ta dùng với các cái phản ứng hóa học trong cái lốp á để người ta kết mạch cái cao su lại. Có nghĩa là lưu hóa thì người ta dùng nhiệt độ, thời gian để kết mạch tất cả những cái cao su lại để ra được cái lốp mà để có những cái tính năng mà nổi trội của cái lốp. Tức là tạo thành một khối. Đúng rồi. Còn cái lốp mà cái bán thành phẩm em mà khi mà em ép xúc ra hoặc là em thành hình ra thì những cái cao su đó là nó chưa có tính năng gì hết á. Nó mới là gọi là bán thành phẩm thôi. Thì em muốn đạt những cái tính năng cơ bản của cái lốp, tính năng ưu việt cái lốp thì em phải lưu hóa để làm cho cái cao su mình nó đàn hồi này, lốp mình nó bám đường tốt hơn. Đó, đi nó không bị trơn trượt. Đấy, ok ha. Em khá tò mò về cái khu vực đó. Ok, anh sẽ dẫn hai em qua khu vực bên lưu hóa lốp ha. Rồi, xin giới thiệu hai bạn, đây là cái khu vực lưu hóa lốp xe máy tubeless Euromina. Đó, riêng khu vực lưu hóa không mà nó rộng lớn vậy.
Cái giải băng chuyền này là nó sẽ bắt đầu từ đâu vậy? Cái giải băng chuyền này nó bắt đầu từ đâu? À, cái này bắt đầu từ cái điểm đầu kia kìa. À, nói chung nó chạy dạng như là theo vòng tròn á, theo cái chu kỳ vòng tròn á. Bằng quăng này đâu hết á, quăng bên này cũng được, quăng bên này cũng được. Điểm cuối bên kia thì nó sẽ bên chỗ cá sấu, còn điểm đầu là đâu hết, bắt đầu đâu hết tùy mình. Này chắc đang bơm hơi vô. Đúng rồi. Để... đúng rồi. Đúng rồi, cái này giống như là em gắn vô cái mâm để em bơm hơi vô nó chạy á. Lốt rồi. Đúng rồi. Ở đây là trong này là có khí đúng không ạ? Đó. Định hình này là có áp lực. Cũng có thời gian luôn. Áp lực thì trung bình áp lực định hình khoảng 3 kg trên cm vuông. Gọi là 3 kg lực á. Đúng rồi. Rồi thời gian định hình cũng chính là bằng thời gian lưu hóa lốp luôn. Ví dụ em thời gian lưu hóa thời gian cái lốp là 20 phút đi thì thời gian định hình cũng tương ứng vậy luôn, 20 phút. Ồ, vậy là để tạo ra một cái lốp. Đúng rồi, nó mất một thời gian rất là dài, rất là dài. Thì cái lốp sau khi mà định hình xong á thì công nhân sẽ lấy cái lốp ra, chuyển lấy cái băng chuyền này. Đấy. Những cái lốp này là đã được định hình sau lưu hóa. Đấy, cái lốp mà sau khi mà kiểm tra ngoại quan xong á, nó sẽ qua cái máy là máy đo cân bằng lốp. Mục đích của máy đo cân bằng này là phát hiện những cái lốp nào nó bị đảo. Tức là các bạn tưởng tượng là khi các bạn mà gắn cái lốp lên xe chạy có những cái lốp nó bị đảo, nó bị tưng hay là nó không cái gì nào đó, đi nó dần gì đó. Thì cái máy này để phát hiện ra những cái lốp đó. Những cái lốp mà khi mà đầu khi mà cân bằng cái lốp này, thì người ta sẽ dùng cái đèn laser người ta chiếu lên cái lốp để phát hiện những cái vị trí bất thường đấy cái lốp á, cái vị trí mà khi mình bơm cái lốp lên nó không còn đều chẳng hạn, hoặc là nó nặng nhẹ chẳng hạn, cái vị trí mà nặng vị trí mà nhẹ đấy cái lốp là nó bắt, thì mục đích là để loại bỏ những lốp ra. Đấy. Thì mình nghĩ là cái máy này cũng rất là quan trọng, mặc dù là kiểm tra ngoại quan thì công nhân kiểm tra bên ngoài thôi, còn bên trong cái lốp như thế nào, chỗ nào dày, chỗ nào mỏng, chỗ nào nó đảo không đảo là công nhân người ta khó nhìn lắm, nên phải cần một cái máy. Và máy là máy cuối cùng để kiểm tra những cái lốp nào mà bị phế thì sẽ loại ra. Vậy là ở đây là những cái là đạt sản phẩm à? Đúng rồi, thì sau khi cân bằng xong là những cái lốp này là đã đạt rồi. Anh Vinh ơi, nếu mà khi mà ra thành phẩm xong á thì những cái chiếc lốp xe nó sẽ được đi đâu đó anh? À, thì sau khi mà qua bên công đoạn lưu hóa thì bắt đầu những cái lốp này sẽ đưa lên những cái băng chuyền móc này. Thì tại đây thì những cái lốp này sẽ được công nhân là kiểm tra ngoại quan lốp, sẽ kiểm tra ngoài qua để phân loại ra những lốp nào chính phẩm, những lốp nào phế phẩm. Đó, thì lốp nào đạt chính phẩm thì người ta sẽ chuyển qua công đoạn cắt râu kế tiếp theo. Đó, thì cắt râu thì người ta sẽ cắt những cái râu này để nhìn ngoài con lốp cho nó đẹp hơn. Đó, thì sau khi cắt râu xong thì chuyển qua công đoạn bao bì đóng gói. Tức là khi mà một chiếc lốp khi mà vừa đúc ra xong thì nó sẽ có hình dạng giống vậy. Và chúng ta sẽ kiểm tra ngoại quan, đúng rồi, mặt trong mặt ngoài. Đúng. Và chúng ta sẽ để bớt cái đúng rồi, cắt cái râu này đi, cắt sạch cái râu này đi. Anh ơi, với lại em thắc mắc đó, tại sao những cái lớp mới đó, nó hay có những cái đường chỉ màu này kia? À, lý do của nó là gì vậy? Cái đường chỉ này để chẳng qua là bên chỗ nhà máy người ta kẻ lên để là phân biệt gọi là cái dòng lốp, ví dụ dòng lốp là 4PR, 6PR, 8PR, ví dụ 4PR là hai chỉ vàng vàng, 6PR là hai chỉ xanh lá hoặc đỏ xanh lá, 8PR là để nhận biết là cái lốp này là chỉ vàng xanh lá, đúng rồi. Đấy, tức là để nhận biết cái lốp để công nhân nó khỏi nhầm lẫn. À, ok, có này, ví dụ như cái lốp này chỉ màu vàng này là lốp chỉ là 4PR, còn cái chỉ màu xanh lá hoặc đỏ xanh lá là 6PR, còn trắng xanh lá là lốp 8PR. Đó là riêng dòng lốp tuplet, lốp xe máy tuplet ở Romina thì nó sẽ ký hiệu riêng như vậy. Đây là khu vực cắt râu lốp. Đây một bạn đang tiến hành là cắt cái râu lốp để ngoài quan cái lốp mình nó đẹp hơn, sau khi ra trường nó đẹp hơn. Cái công đoạn này nó có khó làm không anh? Nó rất là đơn giản, nhìn vào thì vậy thì nó rất là đơn giản, nhưng mà phải quen biết, phải quen tay làm mới được. Chỉ có là đặt cái lốp lên cái chỗ cái máy quay. Đấy, máy quay là bắt đầu mình gá cái dao vô cái lốp. Thì mình cắt đến khi nào mà cái râu nó sạch sẽ rồi bắt đầu là ok đạt. Và ví dụ này, bạn quay xong rồi cắt cái lốp này là cái râu mình gần như là nó sạch rồi. Đấy. Thì những cái lốp này như vậy sẽ được đóng gói. Xuống kia đóng gói bao bì. Rồi. Cuối cùng là xin giới thiệu hai bạn, đây là cái công đoạn là cuối cùng của cái dây chuyền mà sản xuất lốp xe máy tuplet Romina. Đây là công đoạn là đóng gói bao bì lốp. Thì hình này có thấy hai bạn thấy là cái anh đang đóng gói, đang bao bì cái lốp. Em thấy mình có cái bao bì là màu đỏ này. Ừ. Màu vuông thì nó có nhiều là
Thì về cao su hay là cấu tạo lốp thì cơ bản nó cũng giống nhau, nó chỉ phân biệt cái dòng thôi. Cái dòng là ví dụ là cái màu đen ha. Màu đen là cái dòng F-Hawk. F-Hawk ví dụ là chạy lốp là tốc độ cao, là lốp là trên đường là địa hình này đó. Hoặc ví dụ cái dòng E-Highway. E-Highway là chạy tốc độ rất là cao. Đấy. Trên đường ví dụ đường trơn trượt cũng là có theo cái dòng của nó. Và dòng Viking, dòng Dragon hoặc là dòng Advan. Thì cái dòng mỗi dòng như vậy thì có một cái bao bì khác nhau. Rồi, cảm ơn Thông với là Phương Anh. Thì vừa rồi anh đã dẫn hai em đi tham quan cái dây chuyền sản xuất lốp xe máy Tuplet ở Romina. Thì hy vọng rằng em và các bạn cùng với mọi người thì sẽ hiểu biết thêm về cái sản phẩm lốp Romina. Thì cũng hy vọng trong thời gian tới thì cái thương hiệu Romina mình nó một ngày phát triển lớn mạnh hơn. Rồi, cảm ơn hai em. Em cũng cảm ơn anh Vinh, thì hôm nay thật sự là một ngày đại trải nghiệm của hai của em luôn ạ. Ok, cảm ơn em. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để trải nghiệm một ngày cùng với thương hiệu Romina của Kasumina. Và nếu các bạn đang muốn tìm hiểu thêm về mặt hàng nào, sản phẩm nào của Kasumina, hãy comment ở dưới nha. Chúng tôi sẽ dẫn các bạn đi tham quan để các bạn biết thêm về những thương hiệu đó. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.